Mọi người, hôm nay Thủy đi mua đồ cho nông trại nho nhỏ của Thủy nè cả nhà ơi. Thủy quay cho cả nhà coi nha, Thủy nói không có sai đâu nha cả nhà. Đây cả nhà coi cái lồng, cái chuồng gà người ta bán nha cả nhà, ở Mỹ á, cái chuồng gà nắng á cả nhà ơi. Cái chuồng gà ở Mỹ người ta bán nha, Thủy quay cái giá tiền cho cả nhà xem nha. Đây nè cả nhà thấy không? Cái chuồng gà này là 572 đô đi, là mười mấy triệu đó cả nhà. Đây nè, nó có bao nhiêu đây đấy cả nhà, bao nhiêu đây lớn đó nè cả nhà, thấy mình nuôi được bao nhiêu con gà đó. Cái chuồng gà này nè 500 mấy đô, mười mấy triệu này nuôi được mấy con gà cả nhà. Đây còn ở bên đây là cái chuồng này là vợ chồng Thủy tính đóng là một cái chuồng giống vậy nè cả nhà, để mình cho mấy con chim cút của mình vào đây nè. Nhưng mà cả nhà thấy cái chuồng này nó lớn không? Nhưng mà cái chuồng này là 600 mấy đô, 700 đô cả nhà, khoảng 705 đô á. Nào 695 đô đó cả nhà thấy chưa, 13 triệu có cả nhà. Đây cái chuồng nó có nhiều đó đó, thì làm sao mà nuôi gà hai cái hả. Ở trong nó bự quá nè. Đây hai cha con đang đi kia đây. Cái chỗ thì vợ chồng thì đang đi mua đồ. Cái này là cái chỗ mới nữa. Cái chỗ này hay là đây mua cây để đóng này đóng kia nhà cả nhà. Và bây giờ mình đi vô đây để tìm sữa cho bò của thị đó. Nuôi sữa, nuôi bò cả nhà là 1 tuần là sữa gì, 2 tuần là uống sữa gì, 3 tuần là uống sữa gì nha cả nhà. Chứ nó giúp sữa mẹ là phải cho nó ra sữa mẹ là mình phải cho nó sữa. Đây cây bán cây nhiều lắm cả nhà, cây để mình đóng á. Đây là một cái chỗ mới, một cái chỗ khác vợ chồng mình cũng hay thường đi mua đó cả nhà. Đó, để đồ này nè, quá trời luôn. Ôi chắc là Thủy phải mua thêm cây bào về để cho mấy con gà con của Thủy nữa. Đây. Hai cha con đi coi đồ đi vòng vòng coi kiếm sữa loại gì cho bò. Nhiều loại lắm cả nhà ơi, không có phải đâu. Đây nè cả nhà, có đủ thứ nè. Nè có đồ ăn cho thỏ nè, rồi đồ ăn cho ngựa nè. Mình nuôi mình cho ăn cỏ nhưng mình cũng phải cho nó ăn thêm đồ mình mua, tại vì mình cho nó ăn đồ mình mua thì lúc mà mình kêu nó đó thì nó đi lại mình, chứ còn cỏ mình cho ăn cỏ không thì nó đâu có đi theo mình đâu, cho nên cũng phải cho ăn thêm đó. Nhiều lắm cả nhà ơi. Còn vật mấy con của Thủy nuôi á, là Thủy hay cho ăn bắp đây nè, rồi cho gà, cho vịt nè, quá trời. Thủy đây thì hay cho ăn bắp thôi à, ăn bắp với cỏ, nó thích ăn bắp lắm cả nhà ơi. Mấy con vú ở bên này á, nó thích ăn bắp lắm.